Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là những ngày đầu hè thì Phước Sửu có dịp xuống Hồ Tràm và Phước Sửu đã rất là lăn tăn không biết tìm cho mình một cái căn villa hay là một cái homestay để ở. Thì rất là may là hôm nay là gặp Phượng Thạch và Phượng Thạch đã giới thiệu cho mình một cái căn villa rất là đẹp không Phượng? Thì Phượng có thể nói sơ qua về cái căn villa này để cho quý anh chị mà dự kiến đi tìm hiểu tham quan du lịch ở Hồ Tràm thì mình có một cái nơi để ở đó Phượng Thạch ạ. Yeah. Cảm ơn Phước Sửu đã giới thiệu Phượng với mọi người. Thì phía sau lưng Phượng đây là Chín Villa. Yeah. Thì đây là một cái căn homestay gần như là khá là đặc biệt ở Hồ Tràm, bởi vì là đây là một cái căn độc lập và rất là phù hợp với những gia đình nào mà đi 2 đến 3 gia đình nhỏ có thể ở với một cái không gian riêng tư, xanh mát và để chúng ta có những cái phút thư giãn và những bữa tiệc tối rất là chill barbecue bên gia đình. Tuyệt vời. Nói về cái căn villa này thì mình nói sơ qua về cái kết nối vị trí. Thì cái vị trí này như Phước Sửu thấy cũng khá gần đường lớn phải không? Thì từ đây về Hồ Tràm, biển Hồ Tràm bao xa và về trung tâm của Phước Bữu bao xa vậy? Cái căn nhà mình khá thú vị cái là nó cách biển có 3 cây và chúng ta đi một đường thẳng xuống biển là băng qua một cánh rừng là rừng phòng hộ. Cho nên là khách ở đây thì họ rất là thích là cái việc buổi sáng sớm họ dậy sớm rồi nhà có 2 cái xe đạp Nhật ấy, thì mọi người đạp xe hoặc là đi bộ xuống biển thì rất là dễ thương. Còn nếu mà chúng ta đi di chuyển vào thị trấn để mà sử dụng các tiện ích của thị trấn thì cũng cách có 3 cây. Yeah, cũng khá gần phải không? Khá gần. Một cái nơi cực kỳ gọi là xanh mát luôn. Đúng xung rồi. Quanh toàn là cây luôn. Thì bây giờ Phước Sửu và Phượng Thạch sẽ vào bên trong để khám phá một tí xíu những cái loại cây ở đây. Một số cái cây ở đây gọi là cái cây hạnh phúc phong Phượng Thạch ha. Cây này cây monster này, nó rất là cái lo là một cái họ trầu bà đó cả nhà. Rất là đẹp, cái cây này khó trồng lắm nhưng mà đã trồng thì nó sẽ cho ra cái tán rất là nhiều. Và ở đây có khá nhiều loại cây hoa khác nhau Phượng Thạch ha. Nói chung khách đến đây thì họ ấn tượng đầu tiên chắc là cái hàng trúc. Hàng trúc Phượng Thạch hả? Khá đẹp luôn nha. Trúc này gọi là trúc cần câu Phượng Thạch ha, rất là cao và mát phải không? Đúng rồi. Cái không gian ở đây là mọi Phượng thiết kế để gia đình có thể buổi tối ăn tiệc ở đây hoặc là có thể buổi sáng mình uống trà. Thì với cái không gian mà hàng trúc rồi cây dừa, dưới cái tán lá dừa mọi người thấy giờ này rất là mát. Nếu mà mình tổ chức tiệc BBQ và thì ở đây thì mình có thể là cho trẻ em có thể đi ra tắm biển về tắm ở ngoài trời luôn. Đúng rồi, tắm ngoài trời. Dạ, tắm ngoài trời. Tắm cho hai bạn nhỏ. Rồi. Đây là hồ bơi nhỏ. Đây là một cái hồ tắm mini ha, gọi là một cái hồ tắm rất là chill, giữa một cái không gian sân vườn cực kỳ thoáng. Phía sau này thì mình có thể tổ chức được khoảng 4 đến 5 bàn. Để mình có thể nướng BBQ ngoài đây trời không? Đây một bàn, rồi ở đây một bàn, ở đây một bàn. Nói chung là cái việc mà tổ chức BBQ ở đây thì rất là thoải mái. Rất là thoải mái, rất là thoáng luôn. Thực ra Chín Villa thì sức chứa thì chỉ cũng nhà mình thì giới hạn đến khoảng 12 người thôi. Là cả người lớn người nhỏ để cho mọi người với cái không gian đó, với số lượng đó họ đủ ở thoải mái nhất có thể. Đúng thì rồi. Chắc mọi người vào tham quan nha. Rồi, bây giờ mình vào tham quan. Cái đầu tiên cái là gọi là phòng khách phải không? Mình có thể là kết hợp là phòng khách này với lại một cái phòng bếp. Đây là phòng bếp này là kết nối với gian phòng khách luôn. Từ cái gian phòng khách này á, ví dụ mình có thể tổ chức làm một cái bàn tiệc tại đây không Phượng Thạch? Mình có thể tổ chức bàn tiệc tại đây nếu mà buổi tối mà mình chưa thấy thoải mái thì có thể tổ chức ở đây hoặc là phòng khách ở đây. Ngồi đây luôn, chết in uống trà nè, ăn hải sản, tất cả mọi thứ ngồi trên này luôn. Đúng rồi. Và nếu mà tối xong rồi thì mình có thể là bố trí đây thành một cái phòng gian phòng ngủ luôn. Quá tuyệt vời luôn. Là khách đến đây họ lại thích cái phòng ngủ này hơn là cái phòng ngủ bên trong. Mình cũng vậy, nó rất là thoáng cảm giác nó thoải và nó dễ dàng, nó có cái bật lên, nó giống như một cái giường đấy, cảm giác như vậy. Một cái màu gạch này đẹp nha, rất là sang, rất là sáng. Ở đây thì không gian này mình kéo về mình có thể thấy được là tất cả thiên nhiên nó hòa mình vào trong gia đình luôn đấy. Quá tuyệt vời. Ở đây có cái cây xoài và cho ra trái này khá nhiều nè. Rồi có một cái cây này là gọi là cái cây móng ngựa hoặc là ở miền Bắc họ gọi là hoa ban đó. Hoa ban nhưng mà ở đây thì nó có thể là có ban màu trắng và ban màu tím. Rồi đây bàn Đài Loan ha. Cây hoa hồng nè, rồi có hồng sapa, cây lộc vừng, đồ khá nhiều cây luôn, khá nhiều loại cây rồi, bông giấy nữa, kết hợp một cái không gian này. Thì bây giờ là mình khám phá tiếp vào cái gian phòng mà ở tầng dưới Phường Thạch ha. Đây. Với không gian bếp này thì Phượng có đầy đủ các cái nồi nướng này, rồi bếp, rồi nồi lẩu, rồi bát đũa đầy đủ, tủ lạnh, để cho khách hàng thức ăn đồ uống, có máy giặt. Và đây là phòng nhà vệ sinh. Vậy vòng nhà vệ sinh thì có bồn tắm. Dạ, trong phòng vệ sinh này cũng vẫn có thêm một bồn tắm nữa. Một căn phòng vệ sinh cũng khá đẹp và rộng rãi ha. Có bồn tắm nằm luôn. Mình có thiết kế đặc biệt là nếu mà khách hàng muốn nhìn được sân vườn khi tắm thì cũng có luôn. Dạ, là có thể nhìn qua căn phòng bên kia và nhìn về sân vườn luôn. Khá đẹp, rất là chill luôn. Đây là các gian phòng ngủ gọi là tạm được gọi là thứ hai cho Phường Thạch ha. Trong cái gian phòng ngủ thứ hai này thì mình sẽ tham quan thử là nó có gì gọi là khác với những căn phòng khác hay không ha. Ở đây được cái là hệ giường tầng, mà mỗi tầng thì ở trên có thể ngủ được 2 em bé và ở dưới là ba và mẹ, nên nó có, riêng cái gian phòng này có thể ngủ được 4 người, 4 đến 5 người, 4 đến 5 người ha. Thực ra là một số gia đình họ đi đông đó, thì họ ở đây họ nằm tới 2 người lớn 2 em nhỏ, với trên này nằm được 2 người lớn luôn. Thì tức là những gia đình nào đông, còn gia đình nào mà đi ít thì cứ trên cứ dưới. Đúng rồi, khá đẹp luôn. Trên đây thì cũng dành cho em bé luôn ha, hoặc là người lớn. Nếu mà không có gia đình, không có em bé thì trên này cũng được 2 người, và phòng có máy lạnh rồi, có tủ, quần áo đầy đủ hết. Đấy. Nệm này là nệm cao su non thiên nhiên 100%, cho nên là những ai mà khó ngủ hoặc là nằm nệm mà không quen thì về đây thì mọi người có thể yên tâm là tất cả nệm với gối ở đây Phượng đầu tư đều là nệm cao su non thiên nhiên 100%. Quá tuyệt vời. Với không gian view là bạn thấy rằng là mình mở cửa ra là mình thấy ngay sân vườn luôn. Một cái thiết kế rất là hài hòa. Không gian của một cái căn này không quá rộng, nhưng mà cái cách thiết kế nó rất là đẹp, hài hòa với thiên nhiên và tối đa tất cả những tiện ích có không Phượng Thạch. Rồi, bây giờ là cùng với Phước Sửu và Phượng Thạch mình khám phá một cái gian phòng bên trên, gọi là tầng lầu phong Phượng Thạch. Đúng rồi, mình đi lên lầu. Ở trên lầu thì mình có cái khu gian phòng đọc sách và phòng sông hơi. Đúng rồi. Vậy là đối với một cái không gian bên trên này một gia đình có thể nghỉ ngơi bên trên này và tận hưởng những tiện ích ở trên này luôn, và có một cái tầm view nhìn về một khu rừng khá đẹp luôn Phường Thạch ạ. Lên trên đây cảm giác đến không gian nó mát và cảm giác nó thoáng hơn nhiều á Phường à. Phía trước là nguyên một cánh đồng lúa, phía sau nhà là nguyên một cánh rừng. Wow, phía trước tầm xa xa nếu mà view lay cam thì sẽ ra một cánh đồng lúa rất là đẹp luôn cả nhà. Và nhìn về một cái khu rừng kế bên. Xung quanh thì cũng khá nhiều cây xanh, nên là có những cái lũy tre nè, rất là mát vô. Kết hợp gọi là thiên nhiên và con người thực sự luôn. Ở trên này cũng nhìn ra được cái hàng trúc ha, khá đẹp luôn. Ở trên này sau này mà mình có thể làm những cái dây leo ở đây nữa thì khá đẹp luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình vào khám phá gian phòng ở bên trên ha. Rồi mình vào gian phòng bên trên thì hệ thủ đầy đủ cho quý anh chị khách hàng có thể là để quần áo, đệm da gối ha. Rồi chỗ pantry. Rồi trời ơi, ở đây có một cái màn hình khá lớn luôn á Phượng Thạch. TV này là 65 inch QLED, cho nên là các bé thường là rất là thích lên trên này tối ngủ và nằm xem phim. Wow, vậy ha. Rồi cái tầm view thì khá đẹp luôn. Nhìn phía sau là một cái mảng cỏ cực kỳ xanh, và đúng là quay về với thiên nhiên và Phượng Thạch ạ. Phía sau có đàn bò hoặc là đang ăn gặp cỏ luôn nè. Rồi nhìn xuống một cái hồ bơi mini ở dưới nè, và hai bên là 2 cây dừa, phải không? Rồi với cái căn phòng này thì cũng có thể sức chứa khoảng bao nhiêu người vậy Phượng Thạch ạ? Thường ở trên này sẽ giường 1m8, cho nên ngủ được tới 2-3 người lớn nhỏ, và ở dưới có nệm phụ cũng có thể ngủ được tới 2 người. Thì, trên này thường sẽ một gia đình mà 2 vợ chồng với 2 đứa con thì nằm rất là thoải mái. Đúng rồi. Ngoài ra đây là mình có cái tủ sách và có một số sách vợ chồng rất là quý. Và có để đây nếu mà khách có không gian, có thời gian thì chúng ta có thể lấy sách, đọc sách. Đọc sách đây luôn. Và đặc biệt nhất ở trên này là nhà Phượng có đầu tư một cái phòng tắm kết hợp sông hơi của Nhật. Cho nên rằng là nếu mà khách vào đây mà muốn sông hơi thì mình sẽ hái lá sông ở dưới vườn ấy, để cho khách có một cái buổi trải nghiệm về sông hơi. Rồi mình để lá sông ở đâu vậy Phượng? Đây mình sẽ để lá sông vào đây ha. Này. Đó, cái hơi nóng nó sẽ phả vào đây và cái lá sông nó sẽ bốc hơi lên và mình ngồi trong đây là nó sẽ mình sẽ được sống toàn thân. Cực kỳ toàn bộ, rất là hợp lý luôn không? Kết hợp vừa là nghỉ dưỡng mà vừa là vật lý trị liệu trị bệnh đúng không? Một gian phòng khá đẹp luôn, gian gọi là gian phòng toilet khá hiện đại. Tầm view trên này khá hợp lý không? Một căn gọi là homestay khá đẹp phong Phượng Thạch, kết hợp và hài hòa giữa thiên nhiên và con người và một cách kết nối cực kỳ thuận tiện luôn. Một bước chân ngàn tiện ích, mình có thể mua sắm ở những cái trung tâm ở gần đây, mình có thể là di chuyển biển tầm khoảng chưa tới 3 cây số, đi có 5 phút ạ. 5 phút trải nghiệm tất cả những cái loại hình dịch vụ về biển tại Hồ Tràm. Và một cái điều đặc biệt là tới đây là một cô chủ nhà rất là dễ thương, rất là tuyệt vời, được Phượng Thạch đưa đi những cái gọi là du lịch và thiên nhiên gọi là khá hoang sơ luôn đấy. Thì có ai biết là tại Hồ Tràm có thác hay không? Rồi tại Hồ Tràm có những cánh rừng mà mình có thể check in mà dành cho cả người lớn tuổi và trẻ em hay không? Rồi những Hồ Tràm có nơi mà bắt nghêu hay không? Rồi còn Hồ Tràm có những cái nơi mà hái được những cái loại trái cây gọi là cực kỳ tự nhiên, ăn chính tại cây luôn. Ngoài ra là mình có thêm một cái dịch vụ mà rất ít ai làm được, đó là mình hỗ trợ khách đi chợ, mua hải sản về tổ chức tiệc barbecue tại nhà. Và tất cả những hải sản mà mình mua về cho khách thì đến giờ như Phước Sửu đã trải nghiệm thì thấy rằng là đồ ăn cực kỳ là ngon và tươi và giá rất là hợp lý. Cực kỳ ngon luôn, hôm qua là check in một bữa hải sản và cực kỳ ok luôn. Cá ngon này, tôm ngon này, mực ngon và cực kỳ nhiều gạch luôn. Cảm ơn Phượng Thạch rất là nhiều. Quý anh chị cần một cái homestay hay là villa để ở, ghé đến Hồ Tràm, nhớ Chín Villa và của Phượng Thạch ha. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.